quay lại kìa. Và quay trở lại góc độ này, Sao Khế chọn một vị trí trên cao. Còn ở bên kia thì lựa chọn cho mình một góc độ khá đẹp. Tại đây là 1-0 nhưng vị trí của thành viên Nam Phò bên kia Maui quyết định đấy vào một người đã phải nằm rồi. Nhưng đó sẽ là chỉ là một tình huống trao đổi nhẹ nhàng từ cả hai, nhưng Maui đã bị confirm. Còn Moon Silly thì vẫn còn sống, cứu được hay không đây? Moon Silly được cứu dậy nhưng hậu thì là người phải nằm. Còn bên kia chúng ta đã được thấy rằng để xem Đế Quý sẽ quyết định làm gì, nhảy vào bên kia bắn và Zeus đã phải nằm rồi. Và chúng ta đã được thấy rằng những thành viên đến từ vị trí của cả hai bên đang giao tranh khá hỗn loạn, nhưng Ken PC là người cuối cùng còn lại bên Amphor và tỷ số là 1-1 dành cho cả hai rồi. Và để quay trở lại góc độ này thì 87 kể ra có một kill rồi đây mời. Hay là để bắn một tiếng Zeus thể hiện quá hay. Chúng ta đã thấy rằng một người từ đã phải nằm quá là chết từ vị trí Zeus rồi. Legendary hoàn toàn sau tình huống giao tranh đó. Và bây giờ sẽ là như thế nào đây khi bé Kai chỉ còn lại một mình? Không hay mới rồi. Tôi nghĩ rằng tỷ số nó sẽ là 2-1. Nếu có tình huống highlight thì khả năng quả này bé Kai phải ghi vào sổ sách. Chúng ta đều thấy rằng lượng máu quá thấp, cây súng của anh ta cũng chỉ có 2 cây sọt khun mà thôi. Để mà nói thì bên kia có súng tầm trung, đó là súng tiểu liên. Thì thành viên như bé Kai cầm sọt khun như thế này sẽ là rất khó, mặc dù bên kia đó là vị trí của Ảng. Chính xác cả đội của Ken nó quyết định đẩy vào. Tỷ số là 2-1 dành cho những thành viên của Amphor. Cho nên là tất cả cần có một sự gắn kết nhất định. Và đây đó là một tình huống kéo tầm tốt đến từ vị chủ Ken PC. Sau một tình huống bắn khiến cho bên kia có lẽ rằng sẽ mất đi 2 bình máu. Và quay trở lại góc độ này thì Ken PC đang lựa chọn một góc trên cao, quyết định đẩy vào bên kia có người phải nằm. Bé Kai là người phải nằm đầu tiên, nhưng Moon Silly cũng là người đi theo. Hai người dắt tay nhau cùng nhau nằm xuống, hậu thì cũng nằm luôn. Ken PC quyết định đẩy vào có một tình huống bắn hay không đây. Ken PC vẫn đang xây và Ken PC đang thể hiện là quá hay. Lập tức có cho mình một điểm kill và KPC hoàn toàn thể hiện được tốt. Quá đó tuyệt vời. 6 kill và KPC cũng quá có 4. 3-1 giây cho những thành viên Amphor. 200 máu thôi các bạn ơi. Game đấu này thì Amphor đang chiếm thế thượng phong, cho nên là vai trò của những người chơi mang vai trò là câu kéo thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hậu hậu hay đỡ tới hậu đậu đi. Hậu hậu đi, tới hậu đậu đi. Gọi là chó. Họ đang có lợi thế hơn khi hậu hậu đã là người nào làm gì được. Quyết định bắn hay không đây. Bài toán đó là 3-4 đến từ Amphor. Amphor sẽ phải làm gì khi hậu hậu đã phải nằm xuống? Mặc dù hậu hậu sẽ là người chơi cò quay, nhưng Amphor tình huống đó không kịp đẩy vào thì hậu hậu đã phải nằm. Đế Quý mở góc ra, hay móc ra đằng sau thì Đế Quý suýt chút nữa phải nằm rồi. Một máu nữa thôi, Maui quyết định đẩy vào. Sử dụng đó là chiến thuật là nhiều người hơn thì đè mà thôi. Nhưng bên kia, những thành viên của Legendary hoàn toàn tan tác. Những thành viên Legendary không tận dụng được hiệu quả tối đa được những cái họ đang có. Và Ken PC lại là điểm sáng và của Amphor. Là hai người dắt tỷ số chúng ta đã là 4-1 rồi. Zeus 8 kill thì anh ta quyết định di chuyển vào như thế này. Chúng ta lựa chọn cho mình một góc độ khá đẹp nhưng ngay lập tức bị bắn ra. Bên kia Legendary quyết định mở góc ra để đẩy vào. Nhưng bây giờ chúng ta đã được thấy rằng quyết định xanh chín luôn rồi. Zeus sau một phong độ quá cao, có phong độ như thế này thì tội gì mà không chơi. Quyết định đẩy vào, Zeus vẫn đang chơi không kia và ngay lập tức đặt bóng kèo ra. Thật sự Zeus thao tác quá tốt. Một tình huống đặt quay kèo phải gọi là không có điểm hở luôn. Hậu Legendary khi ở trận đấu này đã có UMP xuất hiện chứ không phải là MP40, bởi vì ở đây sẽ là một game đấu 200 HP chứ không phải là 500 HP nữa. Chúng ta đã được thấy rằng bên kia một người phải nằm, mà Huy là người đầu tiên phải nằm. Đế Quý quay kèo, Đế Quý rất thấp máu rồi. Hậu đầu đã tao xét rồi đẹp ơi. Hậu đầu có bất kỳ thứ hai rồi. Và Đế Quý liệu rằng có phải nằm hay không đây? Sao Khế quyết định đẩy vào. Tôi thấy rằng Sao Khế chỉ còn lại duy nhất một mình mà thôi. Sẽ là một game đấu cực khó và Sao Khế sẽ phải đối chọi với đó là con số đó là 4 người đến từ Amphor. Amphor quyết định không cứu Moon Silly. Moon Silly chưa được cứu dậy mọi người ạ. Và Sao Khế quyết định lãng lách ra ngoài. Nhưng bên kia Amphor quyết định đẩy vào nhỉ? Tạo một thế cờ tốt. 2-3 kill rồi. Quyết định 1 kill rồi. Bắt đầu bị quay từ một chiều đầu. Và tỷ số là 5-2 dành cho những thành viên của bên Amphor. Zeus thì có MP40 cùng MP87, còn hai thành viên còn lại đó là Hậu Hậu cùng Moon Silly đều cầm cho mình đó là hai cây MP87. Bên kia thì cũng có cho mình được những cây súng khá là thân thuộc, thì cả hai bên đều sử dụng cho mình đó là một cây MP87. Bây giờ bên kia Zeus đã phải nằm ngay lập tức. Có một tình huống bắn cung đỏ từ Legendary.
những thành viên bên Legendary họ vẫn đang thể hiện quá tốt mà một toàn 87 từ vị trí của Ken. Quá hay đâu. Ken cầm UMP nó vẫn đang làm một cái gì đó quá là hay. Đối phương ngay lập tức phải nằm, ngay lập tức có một tình huống buôn đỏ từ bên kia. Một Silly đã phải nằm xuống. Legendary đang thể hiện quá hay và đó là xào khế. Một tình huống one shot từ vị trí của xào khế đã khiến cho đối phương phải nằm. Là đẹp. Và quay trở lại góc độ này thì vị trí của Ken, Ken sẽ quyết định làm gì? UMP là có trong tay, xoay sở thế nào đây khi bên kia nó quá đồng, nó sẽ là rất khó. Ken vẫn đang quẩy, Ken vẫn đang múa. Mà một tình huống mà Ken không có quay được quá lâu đâu, không kiện quá đồng như thế này. Nhưng không, Ken nói rằng là chơi được chứ sao không chơi. Bởi vì lần tâm này thao tác của Ken có thể nói rằng được đánh giá cao nhất không của trận đấu là rồi. Nhanh đến đâu chẳng nữa, một tình huống bắn không tốt từ Ken cũng đã phải trả giá và anh ta đã phải nằm. Và bên kia Legendary họ còn 3 người. Và những thành viên Amphor chỉ còn duy nhất mà mình hậu hậu mà thôi. Có hai like hay không thì đây là 200 HP nên nhớ điều đó. Chỉ cần một chút sơ sẩy thôi bạn hoàn toàn sẽ phải trả giá bằng cả một round đấu. Huống mà tôi nghĩ rằng hậu hậu sẽ không cầm cự được quá lâu đâu rồi. Tình huống mà anh ta vẫn đang co quay vẫn cầm cự được khá lâu. Bây giờ nốc một người thì bên kia còn lại hai, không có cơ hội dành cho hậu hậu trong tình huống đó. Họ luôn thử ra một người để móc ra đằng sau để khiến cho những thành viên bên Amphor phải nhận được sự bất ngờ. Và bây giờ sao thế cùng thêm một người đồng đội nữa, đó là ai? Chúng ta thấy được rằng có sự góp mặt của bé cài đẩy vào hay không. Mà P40 trong tay chưa thấy bắn, chưa bắn mọi người ạ. Cả hai bên vẫn đang cái này bên kia Moon Silly. Chính xác là một người phải nằm xuống, đó là Mầu Huy và Ken PC là người có điểm kill. Amphor đã có lợi thế. Bây giờ sẽ là 4-3. Liệu rằng Đê Quý có cầm cự được hay không? Moon Silly là người có điểm kill. Và 5-3 rồi và bây giờ sẽ là 6-3 hay không khi bên kia những thành viên của bên Amphor họ vẫn đang gây sức ép dành cho bên kia sao thế. Sao thế quyết định đẩy vào, chưa hạ gục được bất kỳ một ai. Liệu rằng anh ta có hạ gục được ai hay không đây khi bên kia đã nằm hết rồi. Và rất khó và lại là Ken PC 10 điểm kill cho Ken. Số 3 là không có quá nào hay mà nói và được. Ken PC vẫn đang thể hiện quá tốt với vai trò mọi trường hợp luôn. Và tỷ số là 6-3 lại cho Amphor. Bên kia chính xác là Legendary cảm thấy rằng là cực kỳ khó thở. Họ sẽ bất ngờ với những quân bài như Zeus. Thật sự Zeus game đấu này họ đang thi đấu quá tốt, anh ta thi đấu cực kỳ hay. Sau khi thay vị trí của anh em lên bóng hồi, cảm ơn lên tâm nhiều nhá, cảm ơn tâm nhiều em nhá. Thể hiện hoàn toàn khác. Một bộ mặt mới dành cho Amphor khiến cho Legendary không kịp đỡ. Nhưng mua siêu lưu bên kia đã phải nằm. Ken PC cũng đã nằm luôn. Một tình huống đẩy quá hớ hênh dành cho anh ta thì ngay lập tức anh ta sẽ phải trả giá. Và bây giờ đó là một chuỗi hey! Một tình huống bắn là hay. Rất là hảo chịu luôn các bạn ơi. Có thể nói rằng rất là hảo chịu. Hoàn toàn cho chúng ta thấy được rằng khả năng của anh ta là tới mức độ nào, quyết định bắn hay không. Nhưng không kịp làm gì. Hậu hậu chỉ có 2. Đã phải nằm, còn lại hậu hậu sẽ lấy lại vị trí bé cài cùng vị trí của Inquiris. Và để xem rằng bên kia sẽ quyết định làm gì đây. Mà tôi nghĩ là tỷ số này 5-5 rồi. Kết 3 round 200 máu thì làm sao mà 1887 trong tay 2 cây. Đủ thắng nhận này chắc bạn, sẽ là 2 cây mà 1887 sẽ là một tình huống cần phải bắn thật sự cẩn thận. Bên kia có tiểu liệt một người quyết định đẩy vào rồi. Và vị trí hậu hậu sẽ quyết định làm gì? Người chơi hậu hậu cũng đã có 5 điểm kill. Một tình huống bắn là chưa chính xác từ vị trí hậu. Bên kia quyết định mở góc 2-1 như này nó sẽ là một tình huống rất khó. Nhưng không gì là không thể. Hậu hậu hoàn toàn có cơ sở để làm được điều này. Nhưng bên kia một lượng giáp quá trâu. Và hậu hậu bắn khiến cho bên kia cảm thấy rằng không thấy đầu. Và bây giờ sẽ thể hiện như thế nào? Anh ta sẽ quyết định làm gì? Vòng bo đã bắt đầu di chuyển. Cả hai bên đã xác định được rằng họ sẽ cần phải di chuyển về đâu, họ sẽ cần phải di chuyển như thế nào và đi về chỗ nào đây. Bắn hay không đây? Hậu hậu vẫn chơi an toàn. Hai bên vẫn rất an toàn nhưng hậu hậu mất nửa lượng máu. 136 là những gì còn lại. Và bên kia quyết định bắn vào hậu hậu còn lại một chấm mà thôi. Quyết định bắn ra one shot thì bên kia chưa phải nằm. Hậu hậu suýt chút nữa có điểm kill. Một tiếng one shot chính xác từ anh ta nhưng đối phương vẫn đang còn quá trâu. Một ngay lập tức hậu hậu suýt chút nữa phải nằm luôn. Và bên kia quyết định đẩy vào. Thao tác là quá nhanh từ vị trí của anh ta nhưng vẫn chưa nào hiệu quả. Và bé cài là người xuất sắc hơn, tỷ số là 6-4 rồi. 6-4 cũng đóng nắp thôi. Bây giờ có thắng được một trận nữa thì cũng không còn đóng nắp. Amphor còn một game đấu nữa, họ có trong tay quyền tự quyết nhưng nếu họ không tự quyết được thì những thành viên Legendary sẽ quyết định hộ họ đẩy ra đây. Và đây đó là một siêu hậu hậu là người phải nằm. Ai sẽ người quyết định đẩy thêm lại một người nữa riêng quái đẹp rồi anh em ơi. Chúng ta đã được thấy là những tôi nói nếu họ không tự quyết được thì những thành viên Legendary sẽ quyết định hộ họ. Quá tuyệt vời những hậu hậu hai. Hậu hậu đang làm được, hậu hậu một mình liệu rằng sẽ có một tiếng hai like cân 4 cho hậu hậu hay không? Bị kia quyết định đẩy vào. Còn hai người đó là Đê Quý cùng với chiêu Ikiris.
và để xem rằng sẽ thể hiện ra sao. Hậu quyết định bắn hay không để cùng một tí nữa nói rằng vì chịu dễ ấp và dễ ấp các bóng nhau quá hay. Bên kia quyết định nhảy vào cứu rồi, một tình huống nằm ra hay, tình huống bắn khá thông minh dành cho vị trí của Zeus. Và đây sẽ có một tình huống highlight, nếu như tình huống này anh ta làm được thì đó sẽ là một tình huống highlight cân 4 dùng cho đế quý. Và chính xác là đó là Zeus, không phải đế quý là bên Legendary rồi. Và đây sẽ là cân 4 hay không đây, vì đây đó là Zeus. Zeus quyết định bắn hay không, cân 4 hay không đây, sẽ có highlight hay sẽ chỉ là một tình huống highlight hụt. Và bây giờ chúng ta thấy được rằng sẽ là như thế nào. Cổ vũ cho Zeus đi các bạn. Con đèn bí mật nào và để cho Zeus có thể có một tình huống cân 4. Đế quý đang bơm máu và để xem anh ta sẽ quyết định làm gì. Mở một công 14 trong tay nhưng Zeus vẫn có trong tay đó là mở 1887. Hai bên quyết định bơm máu vào và cả hai bên đều có cho mình được những vị trí khá đẹp rồi. Nhưng Zeus quyết định để vào. Zeus là người thấp máu hơn, ngay lập tức trả lại sát thương. Và bây giờ sẽ như thế nào. Và tôi vẫn đang nín thở và cực kỳ kịch tính sau game pha đấu này. Có trong tay quyền tự quyết, có trong tay quyền quyết định là mình sẽ có highlight cân 4. Nhưng anh ta vẫn chưa thể nào quyết định được điều đó. Và bây giờ leo lên đỉnh rồi. Một tình huống leo đỉnh rồi, một tình huống leo đỉnh rồi. Vào chơi rồi, vào chơi rồi, vào wow! chơi rồi. Không thể công bố được các bạn à. Quá đen từ một chiếc của Zeus. Đế quý xuất sắc hơn các bạn. Bản lĩnh và sự bình tĩnh luôn luôn là thứ quyết định. Thật sự nếu như tình huống đó mà Zeus tự tin thì Zeus đã đẩy luôn từ cái tình huống mà anh ta cấu được lượng máu rất lớn ở ngay bên cạnh khu nhà hai lầu rồi. Nhưng tình huống đó Zeus không dám đẩy và anh ta để cho đối phương hồi máu. Và ngay lập tức anh ta phải trả giá khi vẫn có cho mình một tình huống cực kỳ bình tĩnh. Khi ngồi trong kèo và khiến cho vị trí anh ta nhảy vào. Và đế quý là người bình tĩnh hơn. Anh ta là người chiến thắng. Giữa song phá hậu 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 rằng bên này vị trí của Ken PC có một lượng máu nhất định. Nhưng bên kia vị trí hậu đã phải nằm trên lực phòng rồi. Bây giờ lại thù Am4 trong game này đang hơi toang rồi. Khó quá rồi. Không hiểu kiểu gì. Để xem họ sẽ quyết định làm gì. Bắn hay vẫn làm được vị trí của Ken PC. Chỉ có lại Ken mà thôi. Ken sẽ không bố không. Ba người cỡ Ken quyết định làm gì. Ken thể hiện ra sao. Tôi đang đặt dấu hỏi chấm rằng Ken sẽ xử lý như thế nào. Đây sẽ là một tình huống quá khó mà Huy bắn khi cho Ken không kịp nhìn lại đuôi và tỷ số là 6 đều dành cho vị trí của cả hai bên. Wow. Am4 và Legendary và... tỷ số đang là 6 đều. Vâng và đây đó là vị trí của sao khế. Và để xem rằng anh ta sẽ thể hiện ra sao. Và để đây đó là vị trí của anh chàng Mơ Huy. Cùng bên kia đó là vị trí của đế quý. Cùng với đó là bé Kai. Thật sự Legendary với outfit này, với đội hình dàn line up này thì thật sự luôn là họ đã thi đấu quá hay. Tôi nghĩ rằng kể cả game đấu này mà họ có thất bại thì họ cũng không cần thay. Bởi vì là họ đang có một cái mối mạch lạc và tất cả các thành viên của họ thi đấu quá đồng đều. Mà để mà thay thì không biết thay ai. Và đây chúng ta cùng quay trở lại vị trí của trận đấu này. Tỷ số đang là 6 đều dành cho cả hai bên. Và để xem rằng hậu họ mở góc gặp sao khế. Sao khế trả đàm và sao khế quên bóng kèo. Một tình huống thao tác nhanh từ sao khế. Ngay lập tức thành viên bên Am4 mắc bẫy. Không thể nào tin được. Hoàn toàn có rồi xong rồi đêm ơi. Và tôi nghĩ rằng cái game này xong rồi. Không sướng mà tôi đã. Game này khả năng cao là xong luôn rồi. Tôi tưởng nó đóng tắt rồi nhưng mà. Chúng ta đang được thấy rằng vị trí của anh chàng sao khế cứu được lại người đồng đội của anh ta. Zeus là người cuối cùng còn lại. Và để xem rằng sẽ quyết định làm gì. Vâng. Không. Không có cơ hội dành cho Am4. Tỷ số là 7-6 dành cho những thành viên bên Legendary. Không thể nào làm gì được. Legendary đã chính thức thắng Am4 với hai trận thiết mục, một trận 500 máu và một trận 200 máu các bạn ơi. Chúng ta sẽ không có một trận final và chúng ta sẽ có một cụ để cho chúc kết tâm cho tất cả những người anh em của mình trên livestream. Quá là đen, không hiểu vì sao. Nên tôi nói là hình như lúc là cái sự thay người nó cũng mang lại một cái điều đó cầu tiến, nhưng mà cũng có thể đây là sự tụt lùi, có khả năng là tụt lùi hơi nhiều. Đó hai con hàng, đó là con hàng vị trí của bạn kia, bạn nữ chắc không biết nữ hay nam, nhưng mà cái con hàng của hậu thì nó không có đủ trình để vào đây. Thật với anh em là không đủ trình để vào cánh thêm được. Quá đen. Ok, chúc mừng vị trí của Legendary. Cảm ơn em nha, xin rất nhiều cảm ơn em, cảm ơn mọi lượng viên xin sức đã đến với cái buổi thực chiến ngày hôm nay. Cảm ơn em rất là nhiều. Và em cảm ơn anh nha, em chào anh nha. Ok, chúc cho mọi người mình gửi lời chúc cho tất cả các bạn.